Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa không, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy. Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị, cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Anh chị em thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến chúng ta một lời: Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt ban ơn tha thứ. Chỉ có chúng ta mới mỏi mệt xin ơn thứ tha. Khi mà Ngài nói điều này, Ngài muốn diễn tả rằng nơi Thiên Chúa có một cái tình yêu có thể nói là vô bờ bến và một sự kiên nhẫn mà không có gì có thể đo lường được. Và tình yêu đó khiến cho Ngài có thể trao ban cho con người tất cả. Và cái điều mà khiến cho chúng ta cần hơn tất cả và khiến cho chúng ta có được cái sự bình an nội tâm trước để chúng ta bước vào tương quan đích thật với Ngài chính là ơn tha thứ. Cho nên khuôn mặt mà Đức Giêsu Kitô diễn tả về Cha của mình, về Thiên Chúa của mình ở trong Tin Mừng luôn luôn là một khuôn mặt của một vị Thiên Chúa nhẫn nại, một vị Thiên Chúa mà chính Ngài đã mặc khải mình cho Môi-se ở Xuất Hành chương 34 khi mà Ngài nói rằng: Đức Chúa nhân hậu, từ bi, chậm giận, giàu tình thương và tín thành. Hôm nay chúng ta bắt gặp được khuôn mặt của một người phụ nữ. Và chị ta là ai? Chị ta là một thân phận có thể nói là giống y chúng ta. Chị ta phạm tội. Chỉ có khác một chỗ là chị ta bị bắt quả tang. Còn nhiều khi chúng ta phạm tội nhưng mà không ai bắt quả tang. Cái bi đát là gì? Chị ta bị đứng giữa đám đông, trở thành đối tượng, bị xét xử, bị kết án. Nhưng mà còn bi đát hơn nữa là chị ta chỉ là một cái cớ, hay nói một cách khác một cái bẫy mà qua chị ta, người bị xét xử đích thực trong cái bài tin mừng này chính là Chúa Giêsu. Cho nên một cái hình ảnh rất là đặc biệt và duy nhất trong tin mừng Gioan ghi lại là Ngài cúi xuống và Ngài viết. Và chúng ta không biết là Ngài viết gì, nhưng mà có một điều mà tôi chắc chắn rằng đó là giây phút đó Ngài rất đau buồn. Ngài đang bắt gặp dường như là cái hình ảnh được báo trước cuộc thương khó mà Ngài phải bước vào. Người phụ nữ này như là một nạn nhân loan báo trước. Chị câm lặng, chị không biện hộ cho mình là tại sao mình bị bắt, còn một người nữa thì đâu? Và phải chăng nơi tâm hồn của chị ấy cũng là một sự mệt mỏi? Mệt mỏi không muốn lên tiếng, mệt mỏi không muốn cầu xin, và để mặc cho thân phận của mình bị xét xử, bị lạm dụng, bị biến thành một cái cớ, một cái bẫy cho người khác. Chúng ta cũng bắt gặp được khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô như thế. Khi mà Tin Mừng Gioan ở đây nói rất hay, khi ấy Chúa Giêsu đến núi Ô-liu. Chính nơi núi Ô-liu này Ngài đã cầu nguyện, và cũng từ cái núi Ô-liu này
mà Ngài bị bắt. Ngài bị bắt đang khi Ngài cầu nguyện, rồi Ngài bị đưa đi xét xử giữa đám đông, Ngài bị kết án và bi đát, Ngài bị đóng đinh, Ngài bị giết chết. Ngài trở thành một kẻ hoàn toàn vô tội, nhưng đang gánh tội không phải là cho chị phụ nữ ngoại tình này mà thôi, nhưng cho tất cả chúng ta. Vì thế mà Thánh Phaolô mới nói rằng đấng chẳng hề biết tôi là gì, thì vì chúng ta, Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi. Ngõ hầu trong người, chúng ta được nên công chính. Điều mà Chúa Giêsu Kitô muốn chúng ta là gì? Trước tiên, hãy quay về với nội tâm của mình. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném đi. Chúa muốn chúng ta quay về với tâm hồn của mình, mà nơi đó chắc chắn chúng ta hiểu hơn ai hết. Mình cũng đã bị ném đá. Mình là những kẻ bị tổn thương. Và chính trong cái kinh nghiệm quay về với mình đó mà mình mới xót thương, mình mới mở lòng, mình mới cảm thông. Cho nên Tin Mừng lại viết rằng họ lần lượt kẻ trước người sau bỏ đi, và những người lớn tuổi thì bỏ đi trước. Tôi nghĩ không phải là bởi vì họ là những người lớn tuổi cho nên phạm tội nhiều, nhưng mà người lớn tuổi là người kinh nghiệm được cuộc đời nhiều hơn, mang nhiều vết thương hơn, bén nhạy hơn với nỗi đau, cho nên dễ cảm thông hơn. Và cuối cùng là gì? Chính trong người chứ không đâu khác mà chúng ta lãnh nhận được ơn tha thứ. Cho nên Chúa Giêsu Kitô nói rằng tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Bởi vì tội của con chính Thầy đã mang lấy, và máu thánh từ cạnh sườn Thầy đã tẩy xóa tội con. Cách đây hơn 2 tuần, tôi có gặp một trường hợp, một anh đi tù 15 năm. Anh ta vào tù ra khám rất là nhiều lần, nhưng mà cái lần cuối cùng của anh là 9 năm. Và anh ta nói với tôi rằng sở dĩ mà con vào tù là bởi vì con buôn bán ma túy. Và nói thật với cha là ở trong tù mua một gói mì còn khó hơn là mua ma túy. Mua gói mì thì phải xin phép, nhưng mà mua ma túy thì không. Nhưng mà 9 năm cái lần sau mà anh đi tù thì anh kinh nghiệm một điều, đó là sự bỏ rơi. Không ai đến thăm, gia đình không ngó đến. Tuy nhiên lại có một điều rất lạ, đó là chính cái giây phút mà hoàn toàn bị bỏ rơi trong cái xét xử khắc nghiệt, và cũng có thể nói rằng đáng với tội của mình, anh lại kinh nghiệm rằng Chúa đang ở với tôi. Cho nên anh ta nói rằng mỗi lần ăn cơm là con làm dấu thánh giá, và ở trong tù con lại cầu nguyện nhiều hơn. Cho nên khi ra tù, con thấy bàn tay của Chúa vẫn cứ tiếp tục ở với con. Và chắc có ngờ không, một kẻ tù tội mà có thể lấy được một người vợ, và bây giờ con đã có được một gia đình. Anh chị em biết đấy, có những lúc chúng ta có thể nói rằng quay quắt trong tội của mình, và thậm chí là mệt mỏi, không muốn xin ơn tha thứ nữa, để mặc cho cuộc đời này nó chôn vùi mình. Thì chính ngay trong cái hố bị chôn vùi đó, thưa anh chị em, chúng ta bắt gặp được đấng yêu thương chúng ta, đấng đó ở kề bên, và chính Ngài mang lại cho chúng ta một sự sống mới, một tình yêu mới, một cuộc đời mới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và hãy nhớ trong mùa chay này, chính lúc chúng ta bi đát nhất, thì hãy nhớ chính lúc đó Chúa yêu tôi và đang ở bên tôi. Ngài không mỏi mệt ban ơn tha thứ cho tôi. Amen.